Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 15 tháng 11, theo Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, thì một xe cấp cứu của đơn vị này chở 6 người trên xe. Khi qua khúc cua cong thì va vào giải phân cách cứng, sau đó thì tông vào tường nhà dân gần đó, khiến cho bệnh nhân tử vong và 5 người bị thương. Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút tại khoa nội nhi nhiễm Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong dùng xe cứu thương chuyển bệnh nhân 71 tuổi vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để cấp cứu. Trên xe cứu thương mang biển số 86A00277 có một tài xế, một điều dưỡng, bệnh nhân và ba người nhà bệnh nhân đi theo. Khoảng 14 giờ cùng ngày khi xe cứu thương lưu thông trên quốc lộ 1A tại địa bàn thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình thì va chạm vào giải phân cách sau đó tông vào tường nhà dân gần đó. Hậu quả là bệnh nhân 71 tuổi tử vong, 4 người còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Trong đó điều dưỡng và một người nhà bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Riêng tài xế xe cứu thương 50 tuổi bị gãy 1 phần 3 xương đòn và vỡ xương bả vai.